Đến với chương trình cộng channel cộng hình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nghe nhạc trên YouTube khi chơi nha. Bây giờ mình nhấn vào đây. Sau đó mình nhấn vào cái ứng dụng mình lên Google. Nhấn cái này nha.
Sau đó các bạn xuống tìm cái này nè. Tìm này nè. Sau đó mình nhấn vào. Và mình nhấn cài đặt nha. Fuck did I just...